Thời gian gần đây, thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều là thời điểm bệnh tay chân miệng bùng phát mạnh. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái, tính đến chiều ngày 9 tháng 7, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có 53 ca mắc bệnh tay chân miệng từ đầu năm đến nay. Hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có 5 ổ dịch ở thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình và huyện Trạm Tấu. Riêng trong tháng 7 đã ghi nhận thêm 33 ca mắc bệnh tay chân miệng mới, tăng 35,3% so với đầu năm, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2019. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái đề nghị trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường giám sát và phát hiện, xử lý ổ dịch và báo cáo kịp thời theo quy định trong trường học và ngoài cộng đồng để tránh dịch lây lan ra diện rộng.